Thưa quý vị các bạn, trong tòa nhà cao ốc văn phòng, các hệ thống kỹ thuật được xem là mạch máu trong cơ thể. Để có thể tòa nhà cao ốc văn phòng khỏe mạnh, các hệ thống kỹ thuật phải luôn luôn trong tình trạng tốt và được vận hành một cách hoàn hảo. Hệ thống điều hòa là một phần không thể thiếu trong hệ thống kỹ thuật. Để hệ thống điều hòa vận hành an toàn, hiệu quả, tiết kiệm thì việc vận hành chế độ cài đặt sử dụng bảng điều khiển khu công cộng rất quan trọng. Vì vậy, sau đây tôi xin giới thiệu quý vị chế độ cài đặt bảng điều khiển điều hòa khu công cộng tại tòa nhà chung cư Maryland. Hệ thống điều hòa được lắp đặt ở khu công cộng tòa nhà Maryland là điều hòa Daikin Inverter âm trần sử dụng bảng điều khiển từ xa có dây. Máy điều hòa nhiệt độ vận hành theo chế độ lựa chọn khi tắt rồi bật điều hòa. Những lần tiếp theo nếu không sửa đổi gì, máy sẽ hoạt động và cùng chế độ mà bạn đã chọn. Bảng điều khiển có các chức năng sau. Sau đây tôi xin giới thiệu quý vị và các bạn về bảng điều khiển điều hòa. Đầu tiên là màn hình LCD. Tiếp theo là nút nguồn power. Nút mode chọn chế độ. Chế độ quạt có mức cao và thấp. Chế độ hút ẩm. Chế độ lạnh có mức cũng có quạt mức cao hoặc thấp. Các nút ấn tăng giảm nhiệt độ. Chế độ nóng có mức tăng giảm nhiệt độ và quạt cao thấp. Ở đây có các phím hẹn giờ, chọn mức thời gian bật hoặc tắt và phím test các lỗi của điều hòa có thể xảy ra. Vừa rồi tôi đã giới thiệu với quý vị và các bạn hệ thống bảng điều khiển điều hòa inverter âm trần tại chung cư Maryland. Xin cảm ơn.